Nếu bạn không tin thì 99% người chơi bài bạc sẽ bị thua lỗ, thì mình sẽ giải thích ở video này. Nô đề cờ bạc thì đa số thường có kết quả mất nhiều hơn được. Nhưng so với nô đề thì bài bạc có tỷ lệ mất tiền sâu hơn rất nhiều. Mình đã chứng kiến rất nhiều người bán nhà cửa, đất đai để trả nợ bài bạc. Và trong đó có cả bạn bè mình. Mình đã rất thắc mắc là tại sao hầu hết mọi người toàn mất tiền. Mình rất mong họ giàu lên vì thỉnh thoảng bí tiền mình còn có chỗ vay. Mà mấy ông thắng bạc thì sống rất thoáng. Mỗi lần các ông ấy thắng là lại cho mình tiền thì không có lý do gì để không cầu cho các ông ấy thắng. Nhưng hóa ra điều đó hầu như là không thể. Không thể giàu lên từ bài bạc. Chỉ có tỷ lệ hiếm hoi những người có thể làm giàu từ bài bạc. Còn lại thì không. Bởi vì khi mình tìm hiểu sâu hơn về tâm lý thì mình phát hiện ra có một lỗ hổng cho tâm lý của con người. Đúng hơn là một quy luật tâm lý mà nhờ nó rất nhiều người đã chủ động mang nhà của mình đến những tay chùm sò và đưa vợ con của mình ra ngoài đường ở. Ra đường ở là nghĩa đen luôn các bạn ạ. Chỗ mình có một tay cũng gọi là có tiếng chơi bạc. Toàn mang theo cả tỷ. May mắn là trước khi ông già chết có để lại cho hắn và mẹ một cài nhà lầu và vài ba miếng đất mặt tiền. Nhưng chỉ vài tháng hắn đã báo nợ. Mẹ hắn đành phải xây một cái nhà che mưa, che nắng tạm bợ sâu trong làng. Còn đâu bán nhà đất trả nợ cho cậu con quý tử. Thế như chưa dừng lại, cậu quý tử lại cắm nốt sổ đỏ mảnh đất trong làng kia, giá chỉ có vài chục triệu, đến giờ phút này bà cụ cũng chưa hề biết. Không biết một thân già yếu đuối gần 70 tuổi mà có cái nhà nhỏ cũng bị thằng con bán nốt, thì sắp tới sẽ ở đâu và ăn gì đây? Có lẽ các bạn đang tò mò về cái quy luật tâm lý mà mình nhắc tới, ngay sau đây mình sẽ nói về nó. Có thể nhiều bạn đã biết nó rồi nhưng ít người nhận ra là nó luôn mang lại một cái kết quả là thua lỗ, gần như dẫn thân vào chơi gần như là mất tiền. Cùng tìm hiểu nhé! Và để dễ hình dung bản chất của quy luật này, thì bạn hãy tưởng tượng, bạn ngồi bàn tròn cùng với ba người khác, nếu chẳng may xui quá bạn thua từ đầu đến cuối. Và mất hết sạch tiền thì rõ ràng đã đúng với câu khẳng định là cứ chơi bạc là mất tiền. Mà nếu là lần đầu chơi đã mất có thể bạn sẽ cho rằng số mình rất đen và không hợp với trò này. Vì vậy bạn không còn hứng thú chơi bài bạc nữa. Như vậy là bạn đã may mắn tránh xa khỏi vòng xoáy tội lỗi. Nhưng giả sử bạn thắng vài ván đầu tiên và kiếm được một chút tiền thì sao? Bạn sẽ tiếp tục chơi hay đứng dậy ra về? Thường thì có ai đang thắng mà lại bỏ giữa chừng đâu. Tâm lý của người chơi thường là đang thắng thì phải chơi tiếp. Đang trong dây đỏ mà dừng lại thì chỉ có điên. Cứ chơi tiếp cùng lắm là mất số tiền đang lãi thôi. Khi nào hòa thì không chơi nữa. Mà đang thắng mà đã ra về thì mấy ông kia đâu có để yên. Chỉ có một số trường hợp đặc biệt như đang chơi thì bị vợ bắt hoặc bị sếp gọi đi làm. Và nếu tiếp tục chơi và nếu mấy ván sau đen và mất hết số tiền lãi thì đến đây bạn có dừng lại ra về không? Gần như là không, mọi người thường nghĩ là giờ mới hòa xem như thường là lại bắt đầu từ đầu. Có gì mà phải ngán, chơi tiếp. Và nếu tiếp tục lại thua thì sao? Thì lại chơi tiếp, phải chơi để gỡ lại chứ. Mà đang thua rồi thua thêm một tí nữa cũng có làm sao. Và đến khi hết sạch tiền thì sao? Đương nhiên không vay được của ai thì phải về, còn tiền đâu mà chơi nữa. Vậy một ván bài thường sẽ kết thúc khi, một là hết thời gian, ví dụ đến giờ đi làm không được chơi nữa. Hai là hết tiền, thua hết tiền thì không thể chơi được. Và bạn là hết đối thủ. Bạn vét sạch tiền của những người chơi cùng thì phải đứng dậy chứ còn chơi với ai được. Vậy quy luật sẽ là, thắng chơi, hòa chơi, thua vẫn chơi. Vậy thì khi nào mới dùng lại đó là chỉ khi bạn hết tiền. Đó là xét trong một ván bài. Nếu nhìn vào thời gian dài hơn thì quy luật cũng không khác lắm. Nếu hôm đầu tiên chơi và thắng, cầm được tiền về người chơi sẽ có cảm giác phê và muốn lao vào nhiều cuộc chiến hơn. Và đương nhiên sẽ tìm đến nhiều ván bài khác. Nếu hôm đầu tiên thua bản thân sẽ tìm thấy bản thân không nên dính vào mấy trò này thì sẽ dừng lại. Nhưng đa số thì không như vậy, họ quyết tâm gỡ gạc. Ví dụ hôm đầu thua 1 triệu, hôm sau sẽ lao vào trận chiến với 1 triệu đã mất. Mới mất 1 triệu thì gỡ xem có được hay không, cùng lắm mất thêm triệu nữa. Chỉ biết rằng họ có trận thắng trận thua và họ vẫn còn tiền, vẫn còn cơ hội để gỡ. Và đương nhiên là phải gỡ. Suy cho cùng các bạn có thể nhìn ra, chỉ có một con đường duy nhất. Ngăn những người chơi bài bạc không chơi nữa đó là không còn một đồng nào để chơi. Nhưng hết tiền thì lại sinh ra vay nợ, lãi cao. Dần dần sẽ phải bán hết đồ đạc, tài sản, thậm chí bán sạch nhà đất, xe cộ và nếu gia đình không ngăn được thì cả gia đình cùng ra đường. Nên, lần chơi bạc đầu tiên cực kỳ quan trọng, nếu không tỉnh táo, không làm chủ được bản thân, thì rất dễ sa ngã và nghiện cờ bạc. Và một khi đã nghiện, thì theo quy luật chỉ có hết sạch tiền. Ở đây không phải là hết số tiền trong túi mà là hết tất cả tài sản bạn có, thậm chí tính cả khả năng vay nợ, có nghĩa là không còn khả năng vay nữa thì mới dừng chơi. Tuy nhiên có một điều mà ai cũng biết đó là tiền không tự sinh ra, và cũng không ai đốt đi làm gì vậy nên số tiền người mất sẽ chảy vào túi người được. Vì vậy sẽ có một số bạn cho rằng trong bài bạc sẽ có người mất, người được, chứ không phải ai cũng mất. Nhưng nghĩ như vậy chưa hẳn đúng, bởi vì nếu không tính vào độ tinh quái, khả năng nhận biết tâm lý của đối thủ và cách chơi của người khác, nói chung là trình độ chơi bài, thì người ta sẽ có tỷ lệ là người đỏ là như nhau.
Mỗi người chơi thì mỗi người sẽ có 25% cơ hội bài đỏ. Đó là tỷ lệ vàng trong video về nô đề mà mình đã nói tới. Bạn để ý sẽ thấy, ai chơi bài sẽ cũng có dây đỏ. Vấn đề chỉ là ở chỗ, nếu đến dây đỏ mà không theo được thì sẽ mất cơ hội và thua. Vậy nên trong bài bạc tỷ lệ thắng gần như tương đương nhau, trừ những người gian lận hoặc quá giỏi, thì còn lại ai cũng có cơ hội thắng. Nhưng những người trụ lại cuối cùng thì phải rất rất nhiều tiền, cực kỳ nhiều tiền. Bạn có 100 triệu bạn chơi với người có 100 tỷ thì bạn có thể mất hết sạch chứ khó có khả năng lấy hết tiền của người kia. Thế nên nếu chơi bài bạc thì không nên chơi với người nhiều tiền. Tiền là lợi thế, họ cứ cầm tiền chờ dây đỏ thì chẳng mấy mà bạn mất sạch. Tóm lại, một con bạc sớm muộn gì cũng bán nhà. Có thể các bạn không tin lập luận của mình, cũng không tin vào quy luật hay tỷ lệ vàng. Nhưng các bạn nên tin vào thực tế, các bạn rất hiếm thì một con bạc nào với số tài sản bình thường mà giàu lên vì bài bạc. Chỉ có những trường hợp quá nhiều tiền chơi mãi cũng không hết, thì họ mới tồn tại được và chơi đến cuối trận thì họ sẽ là người giàu nhất. Thế nên mình khuyên mọi người, không nên lao vào bài bạc, vì kết thúc thường là hối hận không kịp, làm khổ gia đình, người thân, bạn bè. Khổ gia đình thì đương nhiên, nhưng khổ người thân và bạn bè ở chỗ cứ hết tiền chơi thì đi vay, và đương nhiên rồi cũng sẽ mất nốt số tiền vay kia. Mà đã là con bạc thua lỗ thì lấy đâu tiền trả nợ, vậy là tự nhiên mang tiền của người thân, bạn bè đi biếu thằng khác, những thằng vốn dĩ đã rất giàu, nếu kịp thời nhận ra còn sửa được chứ để đến lúc bán sạch không còn cái nhà mà che nắng che mưa thì tương lai của con cái coi như hỏng hết. Giả sử trong quãng thời gian trước khi bán nhà có thể, mình sẽ thắng, nhưng số tiền bạn thắng đó, bạn có trân trọng không? Hay nghĩ tiền trời cho thì cứ tiêu vô tội vạ, ăn chơi sa đọa rồi có khi lại dính vào nhiều tệ nạn khác, cho nên không nên chơi bạc trừ khi bạn quá giỏi. Và chắc chắn hút được hết tiền của người ta, hoặc là bạn có rất rất nhiều tiền, nhưng nhiều tiền thì cũng khó nói. Có thể với người này bạn đã nhiều tiền và vặt được của người ta, nhưng gặp người khác nhiều tiền hơn thì bạn lại bị thịt như một con gà ngáo ngơ thôi, mà cứ cho là làm giàu được từ bài bạc. Thì mình thấy những người kiếm tiền không chân chính, những đồng tiền không sạch, thì dùng kiếm được bằng hình thức nào, chơi bạc, trộm cắp, lừa đảo, tham ô, tham nhũng thì cuối cùng vẫn có một cái kết không mấy tốt đẹp, sống không có phúc cho đời sau, thắng bạc, chơi tiếp hoa tiền, chơi tiếp thua, chơi để gỡ, thua rồi, thua thêm cũng vậy, chỉ dùng lại khi hết sạch tài sản, đó là quy luật tự nhiên. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.